đình ngạc kiểu trung ni thánh mẫu thiên đình ni bản thiên công chúa quê quỳnh ni đôi bên ni
mình đi lục lục cung vương mong. Lễ để tùy tòng thừa sự ý sớm khuy pháp vân vân pháp vui pháp nghi lôi pháp yên nâng bồn trì phi phong
tất cả những công minh thần thánh thì xin lại câu dẫn trình căn chủ đệ tử họ Lê chúng con cầu xanh tuổi trẻ nguyên cho mạnh trọng căn thân người sinh dựng với số mệnh thế đỉnh một ngày biết ngoài đỉnh thần sở huy vương mẫu chính nguyện tâm thành tu nhất đản duyên đệ vu linh tử chân chất tôi quỷ bó gối lai hàn quy đầu phục tội hai hồ họ cùng xuất thủy trên đồng đầu nhập thánh môn nay thời giờ hoàng đạo đã đến trên đệ tử con mảnh lộc tôi xin phép thủ trang ngồi về ăn bài lộc của tay quỳnh tay quế tay ban tay phượng văn đản chúng ta ăn bài lộc các thanh đồng thủ đền thanh đồng thủ điện thanh đồng đạo quan hai ngàn bốn thủ kế ngành xa bách gia trong họ dân thôn bản hàm trong thôn ngoài phố giả lan vân não ở trần con xin thần đạo o thắng chỉnh túc tân y loan giá phụ hành công minh thiên thánh chắc giá đặc biệt tuyết hạ thì cung kỳ bái đạo cung thỉnh mời Phật thánh lai đạo đi chung thung dung tiết ngày lành nghi đi mà thung dung nghi thỉnh tam tòa tiên thánh nghi hội đồng mẫu giang đàn nghi thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên thánh vân công chúa thượng thiên mẫu ngự về ngồi cao cửu thiên sinh vị ở trên trời cai trị bốn năm phương trong sáng như gương nghi lòng chân nghi trong sáng như gương nghi thần thông biến hóa sửa sang nghi cõi phàm hành giả hồi cung mẫu đệ nhị địa tiên ni cung kính mời mẫu đệ nhị địa tiên ni thích sư sinh thanh ni trong đình song sư quỳnh quế theo chân ni kiếp đòi quỳnh quế theo chân ni đuổi ngang phố cát đi mẫu làm thần đi bút năm năm xưa thánh giá hồi cung thánh mẫu đệ tam đi cung thỉnh mời thánh mẫu đệ tam đi xích dân long long nữ mẫu ngự điện sớm kết loan phòng kinh duyên đi sớm kết đi loan phòng đi thảo mai tiểu thiếp mình đem lòng lòng xeo xa nhiệt pháp dưới bung nguồn chư Phật này hội thất sao văn tùy sự kết tân vân thánh nghi phương ngân chư Phật hiền toàn thân nam mô nhang cúng giang Bồ Tát Ma Tát nam mô nhang cúng giang Bồ Tát Ma Tát nam mô nhang cúng giang Bồ Tát Ma Tát khai quang dòng nhang thầm kỳ diệu khai quang chứng điện chung ngã tích tăng cúng giang kim cung hoàng đơn cận thánh chúa tiên trung vương tá năng tăng kỳ ân từ bi ân chúng sinh phố cát kim đình đi dòng nhang thầm kỳ diệu khai quang chứng đàn duyên
thánh giá hồi cung giữa bóng tôn quan cung thỉnh mời để nhất nam tôn hoàng đi lại lần chứng giá đi trần gian đi oai hùng đi. Quyền tu tam giới phi phong nghi pháp màu hình lên trầu môi thường thi loạn ra lên trầu khấm ban sắc chỉ công hầu quan đi nhất xa uy vàng tám cõi mây che đi ngất trời
truyền văn các quan lớn về truyền văn các quan tả văn thị võ lương tam đao đàn quân thủy quân bộ đuôi hà xin binh vạn mã hàng ngàn kéo ra lệnh để truyền đất đuôi vàng văn sớ dâng lên thương lai văn sớ dâng lên chỉ quan để nhất hải chư biên rõ ràng vì cho để bình an khai quang dòng nhang thập kỳ diệu quang minh chứng đền chứng ngã tích tăng cúng rằng kim phụng hoàng đến cần thánh chúa tiên trung vương ta đang tăng kỳ ân từ bi mẫn chúng sinh phố ngã kim đình đi dòng nhang thập kỳ diệu khai quang chứng đền chứng thánh thiền. À, thiên phủ
giả trưởng mã cao quan nhất thiết thanh trung vị điển cung vọng thánh từ đồng thùy chiêu giác cùng quyền các giá hội đồng chư y gia từ chư y tôn bảo y hộ tỷ thân y đẳng xuân tăng ngũ phúc hạ chư y tật bệnh dĩ băng y gia tiêu y gia thủ y tông tam tai đồng nghinh bất y gia bạch y phúc y nhi tường tự thân y gia các y khánh bản y vận thọ trường gọi tỷ nam y sơn phúc y đông hải nguyên giã tâm tâm đáng thần là tình vô nhập thiết kiết bình thanh thi trí phẩm sứ thiên vận tân sửu liên ngũ nguyệt thị hợp tam nhật thời đệ tử cúi đầu thành tâm thượng giới an. Cảm phiền chư tướng mi lắng lai độ trì là sai binh bộ binh thùy khi sai binh tội ra ầm ầm cờ vàng hai chân trung tâm mi đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh quan về chữ đỏ quan bỏ chữ đen độ cho đệ tử bình an xuân hạ thu đông bốn mùa xuân hạ thu đông yêu mùa xuân đắc lộc kỳ mùa đông đắc tài mùa hè tống ách trừ tai dấu ấn trong tay 3000 dấu ấn trong tay 900 đạo phù phật phật tổ duyên ban có lương về cứu vớt dương gian nâng cánh sơ hồng đôi tay nâng cánh sơ hồng để trước cộng đồng Phật thánh chứng minh quan về để sơ lên trình nhân khang vận thịnh bản hạp dân hôn tứ thời hưng long phong điều vũ vật được tiêu trừ ôn dịch cá quan lớn lành phù phủ cho từ vũ hưng long chúng nhân cát khánh quốc đảo dân cầu thập phương chiêm bái ức liên hương hỏa cao huê tráng lệ truyền đăng kế tự phụng sự thánh tiền được vạn cổ anh linh á quan lớn lành chứng tâm đồng trưởng họ trần tâm trí thiết dạng trí hành khăn đào áo thắm chỉnh túc cân y đoan giá phục hành thì vì đại tấu dẫn trình căn chủ họ Lê à đầu xanh tuổi trẻ nguyên do mệnh trọng căn thân người sinh dương thế số mệnh đế đình chí nguyện tâm thành đệ vu linh tử sở cậy đồng đền chỉnh túc cân y đoan giá phục hành còn lớn đành chứng giám đảng duyên trên thượng tấu đế đình giới hạ trình long cung biến hung thành cát cải họa vi tường phung phủ họ Lê từ nay trở đi từ chi hướng hậu được bản mệnh bình an thân cũ thang thái mệnh vị thang trường yên căn yên số yên sổ thiên đình đạo hạnh tĩnh tâm cát tường như ý tài như xuyên trí lộc tự vân lai được hồi gia an nghiệp phúc đến tội qua phúc lai tài tứ để tứ thời hưng long xuân đa cát khánh hạ bảo bình an khu tống tam tài đồng minh bách phúc được ăn mày cơm dư lộc vãi cơm tấm lấm hạt cửa vua cửa mẫu cửa cha con anh em ta đây hả. Thế quan lớn lành chứng giám đảng duyên chấp nhận long thu tượng mã hình tốt lớp đẹp kéo cầu đăng đàn bảo phủ dẫn trình họ Lê đến nay hả. Khai quang dòng nhang thập
kỳ diệu quang minh chứng đàn duyên, ngã thích tăng cung giảng kim phục hoàng linh cần thánh chúa tiên trung vương. Ta đang tăng kỳ ân từ bi bất chúng chúng sinh vô ngã kim định đề dòng nhang thập kỳ diệu khai quang chúng. Mở phủ chứng đàn tướng tê, mở phủ chứng đàn đi đỡ cho đệ tử được khắc định thọ trường tướng tê, mở phủ chứng đàn đi. Xe cánh quạt tiên tướng tê, xe cánh quạt tiên quạt đi nghiệp chương, tai ương cho đồng xu tàn bao nỗi âu no. Đồng gian con có lễ trình đồng hình quan để nhất ngài ngự nên công đồng tả bắt đầu di kinh hoàng sơ hữu làm tàu chùa sổ nhân gian cảm tiền chư vị bách quan đi. Lưng cánh sơ hồng đôi tay lưng cánh sơ hồng vì trước công đồng nghi Phật thánh chứng minh đường về để sơ đến trình. Tấm lòng son lá trầu là tấm lòng son đi quả cong là tấm mi lòng con đi trình độ cho để bình an đi. Lại lỡ ra rồng chứ chứ rồng lại lỡ ra rồng vì đùi thông lấy lồng đơm chùi hai hoa bút mùa phẳng nặng cát qua. Thứ nhất lộc hoa tướng về, thứ nhất lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba lộc tiền. Thực cấp nương tướng về, cấp thực cấp nương độ cho đệ tử bốn mùa ấm no tướng về, cấp thực cấp nương. Tiếp lộc ban tài tướng về, tiếp lộc ban tài ban ngân ban xuyên cho người trần gian tướng về, tiếp lộc ban tài. Làm con dốc một lòng không dám đứng sai, trên theo Phật thánh đi dưới theo đồng thầy độ cho đệ tử bình an. Chảy chuốt cho đồng tướng về, chảy chuốt cho đồng mặt mắt hoa ra Phật đi hơn người trần gian tướng về, chảy chuốt cho đồng. Tẩy diệt cho đồng tướng về, tẩy diệt cho đồng mặt hoa ra Phật đi hơn người trần gian tướng về, tẩy diệt cho đồng. Tẩy hết bụi trần cho nước tiên, tẩy hết bụi trần thành cao rồi lại người Phật thanh cao tướng về, tẩy hết bụi trần đi. Đi cho đệ tử tốt mùa an độ cho phúc đặng hà xa. Khai
diễn đền rồng tướng về khai diễn đền rồng đồ cho đệ tử mình an thọ trường tướng về khai diễn đền rồng. Lấy ở bể đông nước tiên, lấy ở bể đông mát công đức thủy sạch không lầu lầu nước này lấy ở sông lầu mang về mở phụ mắt lòng đồng tân chữ rằng sở nguyện lòng tâm nghi tưới lên cây đức ghi vun cảnh lở hoa tưới nhân nhân được vẻ mười. Làm lễ quân cầu tướng về, làm lễ quân cầu vo tròn quả phúc nghi cho người trần gian cầu này cầu phúc cầu duyên đi. Là gì thương ơi chứ mình là gì sống thì là cốt tùy thì là theo mấy lâu đã có học theo bỏ công tín chủ đèn nhang khấn cầu chim ba hồi chống rồng cờ mở dốc một lòng phùng thác chu thiên hội đồng tốc sáng đàn duy. Chấm linh nhận đồng tướng về, chấm linh nhận đồng trao khăn đôn phủ cho người trần gian tướng về, chấm linh nhận đồng phung tình tình như nay điểm khai khai thân nhớ sáng long đanh khai nghĩ thích thành khai khẩu lăng thương thuyết khai đồng tâm hoan thỉnh khai túc túc bộ hành dòng nhang thầm kỳ diệu khai quang chứng hình nhân. Bái tạ thiên đình hình nhân, bái tạ thiên đình một là sổ huyết, hai là sổ sinh, ba là số mệnh thiên đình. Phùng tình hình như nay điểm khai khai thân nhớ sáng long lanh khai nghĩ nghĩ thích thành khai khẩu lăng thương thuyết khai tâm tâm hoan hỷ khai túc túc bộ hành dâm nhang thầm kỳ diệu khai quang chứng hình nhân. Xoay chiếc hương mờ ba năm xoay chiếc hương mờ không bằng một phút ni ơn nhờ tôn hoan độ cho để bình an. Đại khai chi kinh minh như nhật thực phá ly trần thế giới không biết niềm điều xin dài bạch ích xin sai vạn dược tổng viên thông. Tuy nhiên ngu nhân thông minh chưa thi thiên bình bổ kiến không hoa thi nhật hoàng cử cự quang thể bị màu sang sang chiếu thần xa. Quyền cai thống chi tam giới không sai trước đại thần giáng nghi vũ đặc vật vật phép tôn hoa giáng vũ đặng vân vân đặng
muôn công từ xa gần nghề đến làm tôi.
quát lớn bây giờ ngày loan giá anh định trước là bảo hộ dân tình sau ra thu chóc kết ta định phép đầy ra trần thế biết tay trần thế biết tay ra uy trần thế biết tay ngưng lên đông tử kêu dày dương ra kêu đầu ở đấy bình an khai quang dòng nhang thập kỳ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tắc cũng rằng kim phụ hoàng đất cần thánh chúa tiên trung ta đang tăng kỳ ân từ bi mẫn chúng sinh phố ngã kim đình lì dòng nhang thập kỳ diệu quang minh chứng đàn duyên sơn lâm mi bát ngát y không đâu bằng điện thư quan giám sát chìm sơn lâm đã đổ xô nước chảy sàn điều một thu tuân phục như nay thần tuân phục Thích Ca như nay dĩ đạo thần pháp sử thành hoàng thành cung thể đủ đốn đủ bách bái trần từ nguyễn bạch thượng ngôn khôi đi a đạo nhạc phổ chi chứng nghi minh nhất thiện chỉ hành nghi diễn tầng nghi tất tập biến quy việt ti nam quốc thành nghi cố hội chi minh quận ti hai quận nghi bình nghi khánh đường nghi xôi đường nghi số bốn nghi chúng nghi cư đức cải vu bản nghi từ bốn phải đến từ sứ cư thượng phụng Phật Thánh Yên Nghi cung Hạ Thiên Tiến Lễ cung như Phật Thánh Pháp Tô Biểu Quan Đăng Hiệp Thịnh Phật Tuyên Kinh cung Minh Đình Thần Tứ Phủ Cáo Nghiến Trần Chiêu Thảo Kiến Sơn Trang Sáng Tạ Thiên Nghi Quan Cao Tỉnh Hạ Ban Đề Nghi Hoàn Tà Huy Quan Trúc Đi Trái Hoàn Đi Gia Hoàn Đi Trái Tứ Phủ Thái Hồ Mở Phủ Xuất Thủ Trình Nghi Đồng Hồi Tâm Hương Nghi Đạo Quy Nhập Thánh Nghi Môn Tình nghi túc cân đi loan đi giá phụ thành cầu đi bình an nhất khang vật cân nghi Riêu sưởng nghi thọ sử kim thần đệ tử thanh đồng ngọc ân trần Thư kiến đạo hiểu nghi minh quang Thủ quy nhan bản nghĩa phúc nhân linh biệt đi sư nghi Cờ bi đại y tâu quy dẫn trình nghi Chư y tân thanh đồng đệ tử nghi lê thị thu thảo Bản nghi bận sinh ngư kỷ mão niên hành nghi canh Chính Phật Tam Vi Tuê Pháp Vi Hiệu Diệu Uy Thánh Y Hiền Đức Nhật Vương Cam Thánh Thính Thủ Giám Phạm Tâm Ngôn Tiệm Thần Đảm Sinh Tư Dân Thế Số Hệ Thiên Cung Hà Đàn Côn Phu Thái Tri Ân Cảm Phật Thánh Cung Thủ Chi Đức Tư Phùng Lực Viết Tiên Sơ Cầu An Giải Hình Y Nhân Trích Y Tương Y Long Y Chu Thượng Y Mã Hoa Y Hình Cũng Y Phu Sở Y Hữu Sơ Y Văn Chí Tâm Thượng Tấu Cung Duy Nhạc kỳ phủ vị trí tôn ngũ nhạc kỳ đại đế thần vương Nhạc phủ vị nhạc kỳ tiên thánh nghi mẫu lê mại đại vương trưởng sơn âm công chúa thành cung hạ Nhạc kỳ phủ liệt vi hoàng thái tử vương quan chư ban thương sai cai đồng thủ mận công chúa thanh tiền Nhạc kỳ phủ vị đương nghi cảnh tổ đệ đinh quang nghi Nhất thiết thanh trung nghi vị tiền cung vọng thánh từ đồng kỳ chiêu giám phục vụ các giá hội đồng chư vi giang tòng nghi dòng thư y tử quang nghi năm ta khẩu chuyên ngôn hội đồng chuẩn đạt thì đệ tử
phút nay tay tâm tư thời vô hạn nách chi sâm các tộc trung tiêu bát tiết thử chi cường chi khánh gia môn nữ tuấn nhân vật bình an tài mãi hướng thông tài tăng độc chi đáng phần là bình vô lập đức chiết bình danh chi chi cẩn sứ thiên vận tân sĩ liên ngũ nguyệt kỳ thập tam nhật thời đệ tử cúi đầu thành tâm thường sơ. Sai chiến nhang ngã bút về sai cản phiền sư đương nghi đắng lai độ trì đã sai binh bộ binh thủy dấu ấn trong tay ba ngàn dấu ấn trong tay chín trăm đạo phù phật tổ truyền ban có lớn về cứu vớt dương gian lưng cánh sơ hồng đôi tay lưng cánh sơ hồng để trước công đồng phật thánh chứng minh đường về để giữ đến trình khai quang dòng nhang thập kỳ diệu quang minh chính đạt duyên ngã tích tăng cung giả kim phụng hoàng đơn cần thánh chúa tiên trung vương mở phủ khai hồ tương về mở phủ khai hồ đồ cho đệ tử được khang đích thọ trường tương về mở phủ khai hồ xe cánh quạt tiên tương về xe cánh quạt tiên quạt đi nghiệp trường nghi thai đức cho đồng sư tàn bao lối âu lo sổ công đồng tương về mở sổ công đồng ghi tên chép họ cho người trần gian tương về mở sổ công đồng lòng son đá trầu là tấm lòng son quả cau là tấm khi lòng con nên trình độ cho để vì tiếp lộc ban tài tướng về tiếp lộc ban tài bán xanh ban diện thì cho người trần gian tướng về tiếp lộc ban tài lại nở ra rồng tướng rồng lại nở ra rồng vì đồi thông lấy lộc đức chùi khai hoa bước mùa phảng lặng can qua thứ nhất lộc hoa tướng về thứ nhất lộc hoa thứ nhì lộc hoa thứ ba lộc tiền thực cấp nương tướng về cấp thực cấp độ cho đệ tử hưởng bốn mùa ấm no tướng về cấp thực cấp nương tiếp lộc ban tài tướng về tiếp lộc ban tài bán ngân bán xuyên cho người trần gian tướng về tiếp lộc ban tài
làm tôi đệ tử con, cắt tóc làm tôi. Nguyện theo Phật Thánh Ni nối đời làm con độ cho đệ tử vì a. Chạy chút cho đồng tướng về, chạy chút cho đồng mặt hoa ra quân. Hơn người trần gian tướng về, chạy chút cho đồng. Tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần thành cao rồi lại mười phần thành cao. Tướng về khai diễn đền đồng vì đồ cho đệ tử được thang linh thọ trường. Tướng về khai diễn đền đồng vì lấy ở về đông đức tiên, lấy ở về đông mát công đức thủy sạch không đầu đầu nước này. Lấy ở sông Dâu mang về mỏ phủ mát lòng đồng tâm chữ rằng mỏng tông tâm đi. Nhân được vẹn mười tưới, nhân được vẹn mười tưới lên cây đức y vun cành lở hoa độ cho đệ tử bình an đi. Làm lễ quân cầu tướng về, làm lễ quân cầu có tròn quả phúc cho người trần gian. Cầu này cầu phúc cầu duyên. Cầu duyên cầu này cầu phúc cầu duyên, đi cho đệ tử qua cầu mà theo dốc một lòng không dám đương sai. Chữ tình là gì tướng ơi, chữ tình là gì, sống thì là cuốn đi tùy thì là theo. Bấy lâu đã có học theo bỏ công đi chủ đen nhang khấn cầu chuông ba hồi chống trong cờ mở dốc một lòng phụng thác chúa thiên hội đồng tốc cáo đạt duyên. Phương tình tình như đang điểm khai khai thật nhẫn sáng long long lanh khai ý thích thành khai cầu đăng thương thuyết khai tâm tâm hoan thủy khai đúc túc bộ hành dòng nhang thập kỳ diệu khai quang chứng hình nhân. Tình hình nhân bái tạ thiên đình, nghi một là sổ huyết, nghi hai là sổ sinh, ba là số mệnh tiên đình. Đại khai chi kinh minh như nhật thực phá vi trần thế giới không nhất niệm điều xuyên dài bách tức xuyên dài vạn dựng tổng viên thông.
về. Bay về lẻ tẻ dưới sườn non, bầy chim sẻ dịu dàng, nước dưới khe tung tinh, tự tin những đời trên đỉnh đường tung reo như điểm trống. Vậy có thơ rằng ngật ngật nì lấm sơn nì cao dị lâu ý thanh thanh chi thủy lức lức chân đông sơn chi cao hề thủy thầm. Đây thật chôn đi lọt nhân cùng đức đức chi sĩ vô song về mang bắt phượng dâu rồng dùng nghi tuần tú uy phong nghi khác trần lâm sơn hùng cường uy vũ lĩnh sắc rồng ca ngự nam thiên chứ phùng tòng vâng lệnh cứu thiên thanh sơn bích động mọi miền ngày quan ca chốn thiên đài bạc vàng đồng lộng phép thần thông diệu dụng a đương ngự trên hắc hồ uy cường đi bay về gió bốn phương quát độ Phật Như Lai kinh truyền tam tạng hiển công tu sáng dạng như ba ngàn thế giới tự lượng chậm tuân bế khổ tìm đường mà anh xa diệu dụng a đương ngự trên hắc hồ uy cường đi mây về gió bốn phương quan độ
mượn bảo Việt cung thuyền bát nhã, vượt sông mê bờ sắc tới đời, non tiên cảnh vật bầu trời tây phương thế giới đón người tiên tu. Nhạc khói long lanh muôn bông hoa đuôn nhì trên cành sơn trang giám sát yến quỳnh bé ba. Quả tam giới quyền cái giám sát lương càn khôn lắng quát nở trong tay, khâm thừa thượng đế xưa nay quyền hành quan giám sát chức dày tiền cung. Số hội đông một tay lắm giữ, số trần gian sinh từ xót xin ai, có phen có lớn ngựa cánh bông lai rút dây đội phước cân người đội công. Có phen tây sân rồng châu trừng tâu đôi sóng rồi bài nhập khắc đặc du, có phép đặc đặc giá vân vân cù mưa tuôn khói tòa sấm u dày vai. Họp bàn loan tình thần ca tụng chén rượu đào quán chú mời quan anh, bên lầu gió mát trăng trăng thanh đàn nga sáng thổi vây quanh trước cửa đình. Có phen già điếp hầu lưu quý ván cờ tiên đầu chín một hai, có phen lớn thắng cảnh đu tài diệu tiên một đầu thơ vài trăm khi. Bán tiên loa truyền cho hiệu lệnh, lưỡi gươm thần nghiêm trình đôi bên na, bạc vàng trói trói để tên dứt quan nghỉ giảm sát ngày người lên long thành. Qua đền rồng phục sự anh linh, khi ra cửa bắc nam thành vào đền quán thanh hữu tình dày. Thơ lý bạch cờ tiên giam bí diệu níu đi thánh giá hồi cung, thái tử đệ tam mi tôn thần đi, thái tử đệ tam mi phi vương diệt bạo lòng nhạc khác thường. Chức võ thần
quy đủ minh bốn phương.
thắp một tuần nhang thành tâm, thắp một tuần nhang nghi tấu vị thủy vua, các ban các tòa thiên đình chốt lấy diêm la. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên quan vì đấu đôi chép biên rõ ràng vì cho đệ tử bị khai quang dòng nhang thập kỳ liều quang minh chính bình duyên ngã tích tăng cung già kim phụng hoàng lân cận thánh chúa tiên trung vương. Yên từ bi mẫn chúng sinh phố ngã kim đình đề trong nhang thập thủy liều quang minh chứng đàn duyên. Thời vô hoàng ách chi sông các thập cung điêu bát viết thưởng chi trường chi khánh
Gia môn trung vượng thiên vận bình an tài bại hưởng thông tài thăng lộc chi án thần hà bình vô nhập thiết bình danh chi chi cẩn sứ thiên vận tân sửu liên nghi a ngũ nguyệt thì thập tam nhật thời đệ tử thành tâm thượng giới nhà. Sai chi nhang thả bút về sai cảm tiền chi đứng nghi não lại độ chi là sai binh bộ binh thủy đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh quan về chữ đỏ quan bỏ chữ đen độ cho đền bình an. Hà thu đông đôn mùa xuân hạ thu đông yên mùa xuân đắc lộc mùa đông đắc tài mùa hè tống mách trừ tai. Chín trăm đạo phù Phật tổ truyền ban có lớn về cứu vớt dương gian. Lưng cánh sơ hồng đôi tay nâng cánh sơ hồng để trước công đồng Phật thánh chứng minh thường vì để sơ đêm trình. Thế chuyển tứ trụ triều hình Quỳnh Quế đôi bên đổi chống tiết triều quan lớn này kéo đầu đăng đàn khai hồ bốn phủ co lê như này hả?
tiếng về mở thanh đàn nì khai đàn mở phù cho người trần gian độ cho để bình an. Xòe cánh quạt tiên hướng về, xòe cánh quạt tiên quạt đi nghiệp chướng tai ương cho đồng dù tàn bao lối âu lo. Mở sổ công đồng tướng về, mở sổ công đồng ghi tên chép họ cho người trần gian dốc một lòng không dám đương sai. Trên theo Phật thánh như dưới theo đồng tây đổ cho để bình an. Son lá trầu là tấm lòng son, quả câu là tấm lòng con nên trình độ cho đệ tử bình yên. Tiếp lộc ban tài tướng về, tiếp lộc ban tài bán danh bán diện cho người trần gian tướng về, tiếp lộc ban tài. Lại lỡ ra rồng trứng rồng, lại lỡ ra rồng nghi đùi thóc lấy lộc đơm chùi khai hoa bốn mùa phẳng lặng than qua. Cấp nương tương về, cấp thực cấp nương đồ cho đệ tử được bốn mùa ấm no tướng về, cấp thực cấp nương. Bán ngân bán xuyên cho người trần gian đồ cho đệ tử về làm đôi để con cắt tóc làm đôi. Nguyện theo Phật và thanh nghi đôi đời làm con dốc buộc lòng không dám đứng sai. Trải chút cho đồng tướng về, trải chút cho đồng mặt hóa ra phân đi hơn người trần gian tướng về, trải chút cho đồng. Tẩy diện cho đồng tướng về, tẩy diện cho đồng mặt hoa ra phấn nghi hơn người trần gian tướng về, tẩy diện cho đồng. Tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy sạch bụi trần thanh thanh cao rồi lại mười phần thanh thanh cao. Tướng về khai diễn đền đồng mì đồ cho đệ tử được khang linh thọ trường tướng về khai diễn đền đồng. Nay ở về đông nước tiên, nay ở về đông nghi mát công đức thủy sạch không đầu đầu nước này, nay ở sông dầu mang về mở phù mắt lòng đồng tâm chứ rằng sở nguyện tòng tâm đi. Tươi lên cây đức nghi xanh cành lở hoa bốn mùa phảng lặng cát qua.
làm lê quân cầu tướng về, làm lê quân cầu có tròn quả phúc cho người trần gian, cầu này có phúc cầu duyên. Cầu phúc cầu duyên cầu này, cầu phúc cầu duyên để cho đệ tử qua cầu mà theo dốc một lòng không dám đơn sai. Phương bình định như nay điểm khai, khai thân nhớ thân nhân sáng long lanh, khai nhĩ nhĩ thích thành, khai khẩu lăng thương thuyết, khai tâm tâm hoan hỷ, khai đức túc tụ thành dòng nhang, tâm kỳ diệu khai quang chứng hình nhân. Bái tạ thiên đình nghìn nhân, bái tạ thiên đình nghìn, một là sổ huyết, hai là sổ sinh, ba là số bệnh thiên đình. Chấm lính nhận đồng tướng về, chấm lính nhận đồng trao khát tôn phủ cho người trần gian tướng về, chấm lính nhận đồng. Xây chiếc gương mờ ba năm, xây chiếc gương mờ không bằng một phút, ơn nhờ tôn hoàng độ cho nên vì cửu vĩ dâng lên tam đầu, cửu vĩ dâng lên gì cũng hoan số cho người trần gian độ cho đệ tử bình an. Đại khai chi kính minh như nhật thực phá vi trần thế giới không nhất niềm nhiều xin dài bạch bích xin sai vạn dược đồng viên thông. Ngôn trung trung chính
có lớn tài cao. Quán cổ nghĩ
đóng cân đai, đóng cân đai y mũ vàng tông, bắt dăm ba đồng từ theo hồ vào tông vương phù gia hầu đức mẫu vương. Cũng có phen ngài phi phương biến hóa, vô nghị an thường hà đại giang, chiếc thuyền dòng nghề treo quê buôn loan, khi chơi bạch bạch hạc lúc sang sông ta tình. Truyền chư quân đi, truyền chư quân dị đạo tiên phong, tiếng chuông kêu cờ phất trong dòng, thuyền sau bè trước giữ dòng quan lênh đênh. Hình dung long long bóng cả sương dương, long long đầu hồ tấu gì thường, thường định phú quý chứng vương hiền. Ba quân dòng già truyền thủy binh các ngà tiến công, bộ binh kỳ ma tiến công, hỏa vòng nhiều lệnh giáp vòng thổ vi. Về tướng mạo uy hầu lâm lâm liệt, đức đức sung nghi khí tiết thiên ngang, long long đầu hồ tâu rõ ràng, là các dòng chính vị tôn quang hồ. Gặp vần nước đương điều quý yến, tiêu linh sóng biển rục sôi, tôn quang ra sức phù đời, gươm thiên xuất trận dẹp loài cuồng sân. Quân xâm lược tức thì tan tác, đều sở uy phép pháp hùng anh, đường đường là dung sĩ vô song, chỗ tài xung trần đại phong quán lấy đừng. Đuổi cọp giữ về rừng tàu tan, đứng hồng anh mát hạt cõi trần gian, sinh vì tương tự vì thần, lạnh giang lưu tích xích đằng ngày ghi công. Loan mời quan đệ tứ vốn con trời giữ sổ thiên cung nghiêng.
giỏi vu phong bằng vàng, trời trời vua phong quyền quan đệ tư uy hùng dày vang. Đi truyền ra cầu u để bắc sông ngân hà liên hà tinh tàu bay ra đi ngang trời. Độ trì đã sai binh độ binh tùy văn sớ dâng lên tương lai văn sớ dâng lên trình quan đệ tứ ngài chưa biết rõ ràng thì cho đệ tử bình an chư phu chư quý tham linh thọ trường vì cho dũng mạnh đôi đường khai quang dòng nhang thở
thập kỳ diệu quang minh chứng lên chứng ngã tích tăng vương già kim phượng hoàng lân cần thánh chúa thiên trường vương. Kỳ ân từ bi mẫn chúng sinh phố ngã kim định đi dòng nhạc thập kỳ liều khai quang sức đàn duyên
dâu ấn trong tay 3000, dâu ấn trong tay 900 đạo phù, Phật tổ truyền ban quan về kỳ vất dương ta. Lưng cánh sơ hồng đôi nay, lưng cánh sơ hồng đi trước công đồng, Phật thanh chứng minh đường về để sơ điên trình. Chúng ta đi đồ cho đệ tử khang đinh thọ trường tương để bảo phụ chúng ta. Đàn duyên tướng về chấp nhận đàn duyên, đồ cho đi từ đường khang đinh thọ trường tướng về chấp nhận đàn duyên. Đồng tướng về mà số công đồng ghi tên xếp họ cho người trần gian, tướng về mà số công đồng. Là tấm lòng son đá trầu, là tấm lòng son đi quả cau, là tấm mi lòng con nên trình độ cho để tự bình an. Lại lỡ ra rồng chữ rồng, lại lỡ ra rồng đi đồi thốc lấy lòng đớp chùi khai hoa bốn mùa phẳng lặng can qua. Cấp thực cấp nương tướng vì cấp thực cấp nương nghi đồ cho đi từ bốn mùa ấm no tướng vì cấp thực cấp nương. Tiếp lộc ban tài tướng về, tiếp lộc ban tài ban ngân ban xuyến đi cho người trần gian, tướng về tiếp lộc ban tài. Làm tôi đệ tử con cắt tóc làm tôi, nguyện theo Phật thánh nghi nối đời làm con dốc một lòng nghề không dám đơn sai. Chảy chút cho đồng tướng về, chảy chút cho đồng nghi mặt hoa ra phấn nghi hơn nghề trần gian, tướng về chảy chút cho đồng nghi. Tẩy diện cho đồng tướng về, tẩy diện cho đồng nghi đồ cho đệ tử bốn mùa bình hoa độ cho phúc đẳng a xa.
trần nước tiên tây hết bụi trần thanh cao rồi lại mười phần thanh cao. Khai diễn lên dòng tướng về, khai diễn lên dòng nghi đồ cho đệ tử đường bốn mùa vinh hoa tướng về, khai diễn lên dòng nghi. Lấy ở sông ngân nước tiên, lấy ở sông ngân đi mát công đức thủy sạch không nâu nâu nước này, lấy ở sông dầu mang về mò phố mát lòng đồng tân chữ rằng sở nguyện tòng tâm đi. Nhân được vẹn mười tưới, nhân được vẹn mười tưới lên cây đức ghi xanh cành lở hoa bốn mùa phảng lặng can qua. Làm lễ quân cầu tướng về, làm lễ quân cầu pho tròn quả phúc nghi cho người trần gian câu đầy cầu phúc cầu duyên. Nhân sáng long lanh khai nghĩ linh thành khai khẩu tâm thương thuyết khai tâm tâm man thì khai tích túc bộ hành dòng nhang thầm kỳ liệu khai quang chứng linh nhân bài tạ thiên định nghìn nhân bài tạ thiên định. Một là sổ huyết ni, hai là sổ sinh, ba là sổ bệnh thiên định. Chấm lính nhận đồng tướng về, chấm lính nhận đồng trao khắp bốn phủ cho người trần gian tướng về, chấm lính nhận đồng. Trình quan đệ tứ ngài chưa biên rõ ràng đồ cho đến vì a trao áo cho đồng tướng về, trao áo cho đồng nghi để cho đệ tứ dốc lòng mà theo dốc một lòng không dám đứng sai, trên theo Phật thánh dưới theo đồng thầy đổ cho đệ tử vì a. Tao quan hôm nay trả tao quan, quan vì đâu đôi chép biên rõ ràng độ cho đệ tử bị a. Đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh, chữ phu chữ quý được khắc linh thọ trường dục cho dũng mạnh đôi đường. Đại khai chi kính minh như nhật thực phá vi trần thế giới không nhất niềm điều xin dài bệnh bích xin sai vạn dược tộc viên thông. Tuy nhiên ngu nhân thông minh chưa đi nhân bình của kiên không hoa di nhật hoàng cư cư quang thể bích màu san san chiếu thần xa. Thành ra
tung quanh có lớn tuần người ra uy lâm liệt tung quanh chư ta sát quỷ quan tuần tranh nghi tương tài. Thank you.
văn các quan lớn về chỉ văn các quan tả văn hữu võ đứng ban đao đàn quân tùy quân bộ đuôi mà xin binh vạn mã hàng ngàn kéo ra lệnh truyền nhất đôi bàn cơ đôi bàn cơ lệnh truyền tin đôi bàn cơ quan lớn bây giờ ngày ban giá anh linh trước là bảo dân tình sau ra thư chóc hết ta tinh phép này đi ra sân thế biết tay văn sơ dâng lên thương lai văn sơ dâng lên nghe quan tuần tu đôi chúa biên rõ ràng vì cho đề để vì a xuân hạ thu đông một mùa xuân hạ thu đông nghe mùa xuân đắc lòng nghỉ mùa đông đắc tài mùa hè tống ách trừ tai cắt giải tiền duyên tướng về cắt giải tiền duyên đi độ cho đi từ đường khang ninh thọ trường tướng về cắt giải tiền duyên phân giải âm dương tướng về phân giải âm dương duyên âm quan cắt đi duyên trần quan xe độ cho đề đền vì a xuân hạ thu đông bốn mùa xuân hạ thu đông im mùa xuân đắc lộc kỷ mùa đông đắc tài mùa hè đông ách trừ tai lưng canh sơ hồng đôi tay lưng canh sơ hồng đi trước công đồng phật thánh chứng minh khoan về để sơ đến trình được bốn mùa ấm no độ cho phúc đặng hà ra tây ân có dư ba ngàn tây ân có dư chín trăm đạo phù phật tổ truyền ban tướng vì cứu vớt dương gia xuân hạ thu đông chung mùa xuân hạ thu đông im mùa xuân đắc lộc im mùa đông đắc tài mùa hè tống ách trừ tai
xuân hạ thu đông buồn mùa, xuân hạ thu đông im mùa, xuân đắc lộc nghỉ mùa, đông đắc tài mùa hè tống cách trừ ta. Khai quang dông nhang thập kỳ liều quang minh, chính đàn duyên hạ thích tăng cung giảng kim phụng hoàng lực tận thánh chúa tiên trung vương. Ta tăng kỳ ân từ bi bất chúc sinh phố ngã kim định đề, dông nhang thập kỳ liều quang minh chính đàn duyên.
ninh nghe giang. Còn đi thành tí quang lưu tuần 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 hai mươi năm tháng năm ngày hiền hóa muôn dân đào công quyết dân an dân an quốc quốc tài ý dựng cơ đồ văn đài cao sông tịch cũ nhiệm màu ngồi cao ngài giá ngự một đi màu cảnh tiên sông
sông Tranh. Trăng nước còn in trần tung hoành. Lầm điên tung hoành. Quay chẳng xin ngàn năm lưu đi dấu Xanh đêm ngày vẫn cháy. Lầm lên câu ngàn năm ghi nhớ ơn quan tuần người tài
khắp bốn phương xa gần đều biết. Quan lớn tuần ngày đầm liệt thần cơ, muôn dân đi đâu đó phụ thờ. Ninh gia thiết lập ngôi đền thờ quan tuần trăng. Đặt bày từ cổ di lai, bằng phen xuất nhập trang đài, đào lan quê Huệ vui vầy ngày xưa ca. Ngày bát ngát đôi long châu hổ phúc, đốt tam đầu kiểu vi châu lên. Đôi lần giờ kia phượng múa đôi bên, quan tuần chắc chắn giác ngự lên sập giờ. Sắc sắc bàn phong ngài kiên chi tam giới, hay chóc chóc tà sát quỷ trừ tinh. Tôn quan tuần ngài ba phép buôn linh, quyền ngài cai quản tướng thiên binh nhà trời. Ngự đồng chơi bình quyền bóng bóng quý, lương quý trời thủy khí đoan trang. Tôn quan tuần ngài hiền hách quy quang, già tay tế độ dương gian con được nhờ. Lúc lúc bây giờ người ta quy hùng hồ, nương nghi trời tế độ sinh nhân đi. Phong vân thường đồng bạc sâu giúp dân quan trừ ta. Khắp gần xa ơn quan tuần vạn bội, ai có lòng hưởng phúc hà sai. Ai mà vật hạn khó qua, kêu quan để cứu bệnh thì là tan không. Châu tôi lại trở ra đi, cười tươi bạch bạch phổ con lớn lên châu thượng thì. Đồng mừng vô cha ba thái đồng đình, đạo tiên quan điều thất thanh linh, đồng bằng giá hồi cung nghi. Đi dòng hôm mai châu đệ nhất vui vẻ trong đền dòng, ngày chơi phủ chính công đồng nghỉ châu đệ nhất vào ra. Thánh giá hồi cung nghi, khi thánh thượng ngàn dân văn tiến thánh thượng ngàn đồng cương tuần quan đi giáng đền trừ đây trên thượng ngàn. Trên đi ngàn gió cuốn đi sung cây, dưới khe cá nằm đi chim bay về nhà. Cánh khuya nguyệt nằm xa tàn đi
Khoan trèo vào gặp gành đôi thấp mà núi cao đi vào ngàn sai thương mà tôi thu anh đình ý thank you.
anh nghi ly đã nức nghi tiếng đồn sầm gian mặt bị chớp mưa tuôn đầu gầy ra ngàn mắt nghi phương long long lanh y y xanh xiềng già nhụy hồng tô điểm màu da công chúa thiên thai trời ngàn quế chơi rừng đào sao lưng đờ đôi non mùa vai quầy lắc hoa ý
lục châu quan thù ni lương ni dòng trời bát cảnh ngũ hồ khoan dô lại về vui chơi ngàn mái ngàn bè ý nghĩ nghĩ dọn quán bán hàng ý nghĩ nghĩ dưới là đắc tiếng gió rừng sao xa năm năm cánh dê tiêu rừng núi vắng vắng tanh nghe ý nghĩ châu giáng sinh trên đất cổ đông cuồng năm năm thân đi ngày bão giờ dần đi dù nhau đi chim bay chim tìm đồng cuông dọc sông Hồng Di giao nước chảy suối theo dòng cho tới màu á con tìm vào đền bầu đồng cuông quanh bàn là tin
thư chư liêu tranh tái là cốt trạm rừng nghề hoa đá diễu phong phong rừng văn biến thành chiến thương ngàn đông đông cuông chi đình tuần quang đi giang đình hồ này dâng lên tam bảo về phương nghi đồ trì tay dâng nhang nghìn câu đi từ bi đi à bài sai đồ chi lục cung đang ngân đang ai vô dòng sơn cha tình nghi tình mang chúc chúc bằng già bằng che mang nữ có cướp nam trà và y à à hai quan trình tiền trưng nga tích đăng cùng giang kim phùng hoàng lên cần đi thanh chúa tin trung vương đi à à à kim ngân thoi núi tiến dâng đón hải hình nốt nốt tươi đi thuyền bè xin nhân đây chớ hề độ cho thanh công được phúc lộc lâu dài đi à à đang ngay sáng tỏ lưng trời kẻ sống đang ngay sáng tỏ lưng trời bực bờ sâu sắc tớt tí tươi dương và lên
điều cả vang. Tay cây đề bạc sừng bà, đem cho các ghế được giàu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Bước đi bước chân lên trên ta hàng, thì đàn tiên nữ, thì đàn tiên nữ hái hoa trên ngàn, thì đàn tiên nữ hái hoa trên ngàn. Đôi tay tiên đi hái hoa phù dung, đôi tay tiên đi hái hoa hồng kỳ. Kỳ là hoa cúc, hoa là mi, hoa sái, hoa đàn, hoa đào đẹp hơn. Kỳ là hoa cúc, hoa đàn, hoa sái, hoa dập đi băng băng qua ngàn vì đến đây. Dập đi cao bằng băng dập băng băng qua ngàn lại về nơi. Đôi tay tiên đi hái hoa phù dung, đôi tay tiên đi hái hoa hồng. Kỳ là hoa cúc, hoa đàn, hoa sái, hoa đàn, hoa nào đẹp hơn. Kỳ là hoa cúc, hoa đàn, hoa sái, hoa đàn, hoa nào đẹp hơn. Thank you.
tai bảo lạc hà giang chín tầng khe suối một bầu tiêu ra sóng trời ngàn quý trên ngàn đào
lâu lâu ngọc tuyết phô trương mà ta môi hành khác người trần gian tin nhạc khí lừng lừng vang dày đất Huế lồng phảng phất mười phương phúc lành đưa đến trần từng ý. Chúng dân thôn bàn điều lương bao ngây mắt sự sờ cầu như ý so ngọc vàng phú quý nào hơn thọ nên ác đặt mấy cơn niềm thoát đi vừa tròn mười năm mình song thân những ân cần chăm sóc nết thương yêu gầm bắp lúa hoa một phen đào độc phòng hoa xa nơi nào song thân những lòng đau ruột rồi gọi xa nhân thằng nghi lối lên đó tươi đời nghe tiếng thật bay
giờ chuyện tục sơn lâm thần tiên giáng thế sơn dân dân ơn nhờ ngày nay nó ấm thanh bình yên. Ruộng nước non chiêng che nắng che sương. Anh đang
đàn xa. Anh nghĩ đằng đằng tòa chiêu, lúc đi trong đêm đẹp làm sao. Hòa mình trong nắng mới, chim bên tay dập trời. Hòa mình cùng trong tiếng ca, dập cao dốc cao vườn đồi. Ngàn con suối luôn quanh lượn qua chân đồi kỳ ngàn hoa thắm tươi. Được dài nhất sáng kia, bông bông cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng còn khuya sớm phụng thờ. 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 ngày rằm. Thank you.
đôi vượn hót trâu bé dậy chim rừng, ta hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu. Hoàng tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió.